lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, trong các ngày 24 đến 26 tháng 7, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 3 ngày mở sổ tang, Đại sứ quán đã đón trên 100 đoàn đến viếng, trong đó có quan chức cấp cao của chính quyền, ngoại giao đoàn, lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Mỹ, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tôn giáo, người dân Mỹ cũng như đông đảo bà con kiều bào, những người Việt Nam đang làm việc và học tập trên đất Mỹ. Thay mặt cho Tổng thống Biden, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã tới viếng và chuyển lời chia buồn sâu sắc của Tổng thống Joe Biden và người dân Mỹ tới nhân dân Việt Nam phi thường, ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo có tầm nhìn xa và đối tác then chốt của nước Mỹ. Cố vấn Sullivan cho rằng những công lao của Tổng Bí thư đối với Việt Nam, với quan hệ Việt-Mỹ và với thế giới sẽ còn để lại ảnh hưởng trong nhiều năm tới. Mong muốn những kỷ niệm về Tổng Bí thư sẽ luôn là nguồn sức mạnh nâng đỡ quan hệ hai nước. Về phía Bộ Ngoại giao Mỹ, trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kretenbrink bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ hai nước, nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược, vai trò lãnh đạo cùng tình cảm chân thành của Tổng Bí thư là cơ sở quan trọng để Việt Nam và Mỹ làm sâu sắc thêm tin cậy chính trị và đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trong hơn một thập kỷ. Trợ lý Ngoại trưởng Kretenbrink khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ cùng các bộ ngành, cơ quan Việt Nam tiếp nối và phát huy nỗ lực của Tổng Bí thư và các thế hệ lãnh đạo hai bên nhằm vun đắp cho quan hệ hai nước. Nhiều bộ ngành quan trọng như Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại, Đại diện Thương mại, Cơ quan Phụ trách Phát triển Quốc tế của Mỹ, USAID, Cơ quan Tài chính Phát triển, DFC, cũng cử đại diện lãnh đạo đến viếng và ghi sổ tang. Ông George Hoggle, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, đã tới chia buồn với Đại sứ quán và bày tỏ đánh giá cao đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quá trình hàn gắn, xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Từ Quốc hội, nhiều nghị sĩ, cố vấn cấp cao đã gửi lời chia buồn tới Đại sứ quán, trong đó có Thượng nghị sĩ Jeff Merkley thuộc Đảng Dân chủ bang Oregon, Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth, Đảng Dân chủ bang Illinois. Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam, cựu Thượng nghị sĩ Patrick Leahy chia sẻ, vẫn nhớ rõ những lần được gặp Tổng Bí thư. Tuy hai bên đã chứng kiến chiến tranh từ những góc nhìn khác nhau, song điều mong muốn vượt qua những hậu quả thảm khốc của cuộc chiến và xây dựng một mối quan hệ mới. Thượng nghị sĩ Leahy đánh giá Tổng Bí thư đã đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hòa giải giữa hai nước. Nếu không có tầm nhìn và quyết tâm của Tổng Bí thư thì đất nước Việt Nam và quan hệ hai nước sẽ không thể có những tiến triển như ngày hôm nay. Thượng nghị sĩ bày tỏ mong muốn thế hệ hiện nay sẽ tiếp nối sự nghiệp của Tổng Bí thư, thúc đẩy hợp tác hai nước phát triển hơn nữa, coi đó là cách tốt nhất để tưởng nhớ và tôn vinh Tổng Bí thư. Về phía địa phương, Bộ trưởng Ngoại giao bang Maryland thay mặt cho Thống đốc Westmore đã tới Đại sứ quán để viếng Tổng Bí thư và ghi sổ tang. Thống đốc bang Oregon Tina Kotek cử đại diện bay từ Oregon tới Đại sứ quán để chuyển thư chia buồn và viếng Tổng Bí thư. Đông đảo đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Washington cũng đã tới chia buồn với Đại sứ quán. Đại sứ Lào Sisavet Infathan khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đồng nghĩa với việc chính phủ và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo lỗi lạc, nhân dân Lào mất đi một người bạn thân thiết, một người đồng chí luôn ủng hộ và đoàn kết với nhân dân Lào trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đại sứ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc và các đối tác bạn bè cũng tới viếng và gửi lời chia buồn sâu sắc, nhấn mạnh những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam sẽ mãi được ghi nhớ. Về phía doanh nghiệp có đại diện nhiều hiệp hội, tập đoàn lớn của Mỹ như USABC, SEA, USCC, Boeing,
Walmart, Nike, Visa, Marriott, Dell, Apple, Intel, đại diện Hội đồng Kinh doanh Mỹ, ASEAN, USABC nhấn mạnh, vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư đã để lại một di sản lâu dài là hòa bình và thịnh vượng cho Việt Nam. Đặc biệt, công lao của Tổng Bí thư trong việc củng cố quan hệ hai nước cũng sẽ được nhớ mãi. Nhiều viện nghiên cứu, trường đại học có uy tín của Mỹ như Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Quỹ Châu Á, Asia Foundation, Trung tâm Stimson, American University cũng đã tới viếng và ký sổ tang. Ông Bayern Ehlers, đại diện của Trung tâm Stimson, đề cao vai trò quan trọng của Tổng Bí thư đối với quan hệ Việt-Mỹ, nhắc lại kỷ niệm được gặp Tổng Bí thư năm 2015 và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình cho công cuộc bảo vệ dòng sông Mekong. Một số tổ chức tôn giáo có uy tín ở Mỹ như Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham, Giáo hội các Thánh hữu những ngày sau của Chúa Giê-xu cũng cử đại diện tới chiếc buồn và ghi sổ tang. Trong các ngày đại sứ quán mở sổ tang, đông đảo đại diện bà con kiều bào, những người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ cũng đã đến viếng và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư. Nguyện luôn ghi nhớ lời dạy của Tổng Bí thư và chung tay phấn đấu xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp này, một số đoàn công tác từ trong nước đang có mặt tại thủ đô Washington cũng đã đến Đại sứ quán viếng và ghi sổ tang. Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cũng đã nhận được nhiều thư, điện và lời chia buồn từ các tổ chức cá nhân do ở xa hoặc vướng lịch công tác nên không thể đến viếng Tổng Bí thư. Tại các cuộc gặp của Đại sứ quán và một số đoàn công tác, lãnh đạo, các cơ quan chính quyền, quốc hội và chính quyền địa phương cũng gửi lời chia buồn và tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì những đóng góp không ngừng nghỉ cho quan hệ hai nước. Dịp này, dư luận báo chí Mỹ đã đưa nhiều tin, bài về sự nghiệp của Tổng Bí thư, đề cao tư tưởng ngoại giao cây tre cũng như những đóng góp của Tổng Bí thư cho quan hệ hai nước. Khoảnh khắc cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với người dân Việt Nam. Chiều 26 tháng 7, sau lễ truy điệu tại nhà tang lễ quốc gia, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được linh xa đưa đến nghĩa trang Mai Dịch để an táng. Tổng Bí thư mãi yên nghỉ, để lại niềm tiếc thương vô hạn với Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia đình. Ghi nhận từ báo Vietnamnet, tính đến trưa 26 tháng 7, hàng dài người dân vẫn xếp hàng vào nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vào giờ làm lễ truy điệu, hàng triệu người dân thủ đô và khắp cả nước cùng chung cảm xúc nghẹn ngào dõi theo qua truyền hình trực tiếp và trực tiếp đứng chờ ở hai bên đường theo lộ trình linh xa đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời nhà tang lễ quốc gia về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn xe lần lượt đi qua các tuyến phố có nhiều công trình lịch sử của thủ đô. Mượn lời nhà sử học Dương Trung Quốc khi chứng kiến cảnh dòng người nối dài chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tình cảm của người dân là thước đo chính xác nhất để thêm khẳng định rằng Tổng Bí thư mãi mãi sống trong trái tim và ký ức người dân Việt Nam. Rất nhiều người dân mang theo di ảnh để tiễn đưa vị lãnh đạo cao nhất của Đảng dọc các tuyến phố Hà Nội. Người phụ nữ mặc áo dài đỏ, tay phải đeo băng đen, khóc nghẹn ngào khi linh xa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua. Báo Lao động thông tin, từ huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên xuống Hà Nội chờ đợi đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những đoạn đường cuối cùng, bà Ngô Thị Mến chia sẻ, bà cùng hai người phụ nữ cùng xóm và một cháu nhỏ đã di chuyển xuống thủ đô từ 10 giờ sáng ngày 26 tháng 7. Người phụ nữ này đã cẩn thận chuẩn bị hai hộp xôi đồ, hai chai nước lọc và quạt giấy đem theo. Thường ngày, họ chỉ làm công việc buôn bán hàng hóa ở chợ, thi thoảng đi giúp việc gia đình. Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, họ đã tạm gác lại mọi công việc thường ngày để có mặt tại Hà Nội. Bên cạnh bà Mến là mẹ con bà Ngô Thị Mai. Bà Mai chia sẻ, lý do bà đưa con đi cùng là để con khắc ghi những hình ảnh cuối cùng của Tổng Bí thư, để các thế hệ sau không bao giờ được quên công lao to lớn của những người đi trước. Phải có mặt tại đây, phải chờ đến khi đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi mới tọa nguyện. Bà Mai vừa khóc vừa nói thêm. Trong dòng người hướng về khu vực nghĩa trang Mai Dịch, cựu chiến binh Hoàng Minh Trương, 70 tuổi, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nghẹn ngào chia sẻ.
đối với ông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi gương học tập. Tôi đã đi máy bay ra Hà Nội, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc nửa đêm. Dù đường xa vất vả, nhưng tôi cũng cố gắng hôm nay đến đây tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người giản dị, hiền hậu, có nhiều công lao đóng góp cho đất nước, ông Trương lặng người nói. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn người dân đến từ khắp các tỉnh phía Nam cũng có mặt tại Hội trường Thống Nhất để theo dõi trực tiếp qua màn hình, trái tim hướng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi giây phút linh xa rời nhà tang lễ quốc gia, nhiều người không kìm được nước mắt. Nhiều người dù chân không bước nổi, vẫn cố gắng đến tận nơi để vĩnh biệt Tổng Bí thư. Nhiều người không cầm được nước mắt khi di chuyển về phía linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không thể kể hết có bao nhiêu người trào nước mắt. Họ đã khóc nức nở tiếc thương một nhà lãnh đạo tài năng với những phẩm chất cao quý. Trong suốt hai ngày quốc tang, hàng triệu người dân khắp cả nước, từ cụ già đến trẻ nhỏ, đều muốn được đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.